Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về tình hình bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay, trên cái đấu trường Nga Trung ở Mỹ thì Hoa Kỳ đang mất đi cái vị thế là một siêu cường, là nhà lãnh đạo trên thế giới. Tầm ảnh hưởng của Nga Trung ngày càng lớn mạnh ở trên thế giới, những vùng lãnh thổ quan trọng như là châu Phi, Mỹ Latin cùng với là Trung Đông. Trong khi đó, cái thực trạng ở tại Trung Đông ngày hôm nay nó đang khiến cho chính quyền ông Biden gặp nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hại cho chính ông Biden. Còn vấn đề ở tại Ukraine thì đã có quá nhiều dấu hiệu cho thấy NATO mệt mỏi vì cuộc xung đột kéo dài. Và cái cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine thì Ukraine lại rơi vào cái trạng thái phụ thuộc hoàn toàn ngày càng lớn vào phương Tây. Trong khi đó, phương Tây trong bối cảnh bây giờ sau hơn 21 tháng trải qua xung đột với Liên bang Nga thì phương Tây tập thể cũng chưa thể đưa ra các gói viện trợ mới để hỗ trợ cho Ukraine nhằm chống lại lực lượng vũ trang Liên bang Nga được. Thực trạng trên chiến trường ngày hôm nay của lực lượng vũ trang Ukraine thiếu đạn dược, khí tài và thiếu cả nguồn nhân lực. Nga vẫn đang chủ động tấn công các giao thông hào và hầm ngầm ở tại Avdiivka. Như các nhà khoa học chính trị của Ba Lan chia sẻ, tương lai của cuộc xung đột Ukraine phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu ngày hôm nay thì chưa thể đưa ra các gói viện trợ, nhưng Hoa Kỳ rõ ràng không thể một mình hỗ trợ được cho Ukraine lâu dài. Zelensky đang kỳ vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận thất bại của Ukraine và sẽ tiếp tục giúp đỡ Kiev. Nhà khoa học chính trị của Ba Lan chia sẻ điều này với lại báo chí. Qua đây chúng ta thấy rằng bản thân ông Zelensky cũng đã nhìn thấy sự thất bại của mình sau 6 tháng thực hiện, đó là đòn phản công, sau gần 6 tháng thực hiện đòn phản công. Thì lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tổn thất tới hơn 100.000 binh sĩ và hầu hết khí tài đạn dược cũng đã bị Nga hỏa táng. Phương Tây tập thể cũng nhìn điều này nhưng chưa chấp nhận sự thất bại đấy mà thôi. Nga đang chiến thắng này, có thể thấy rõ bằng mắt thường rằng một cuộc xung đột đang diễn ra giữa các nhà chức trách chính trị và quân sự, giữa Zelensky và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Zaluzhny. Quân đội ủng hộ tướng và ghét các nhà chức trách chính trị ở tại Kiev, bao gồm cả tổng thống. Đây là một công thức gây bất ổn thực sự đối với xã hội Ukraine và chính trường Ukraine ngày hôm nay. Theo quan điểm của mình thì Zelensky hy vọng đội ngũ của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không thừa nhận Ukraine thua cuộc và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Bây giờ đang diễn ra một cuộc chiến chính trị xem ai có thể chịu trách nhiệm trong những thất bại ở mặt trận. Hiện tại Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Vì vậy, người Mỹ đang quyết định cuộc xung đột này sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian vài tháng tới. Nhưng tình trạng Ukraine ngày hôm nay để cứu vãn nó không còn dễ dàng đối với Mỹ nữa. Nếu như Mỹ và châu Âu có thể giúp được cho Ukraine và khiến cho Nga gặp nhiều khó khăn, thậm chí là dẫn tới thất bại chiến lược, thì nó không chờ đợi cho đến bây giờ. Ukraine rất mạnh mẽ về câu chuyện truyền thông để tuyên bố về những kế hoạch phản công, nhưng mà kết quả sau những lời tuyên bố đó nó là thất bại thảm hại. Và khi thất bại rồi thì Ukraine vẫn đưa ra một thông điệp rằng trong hơn 6 tháng qua thực tế chúng tôi chưa có phản công. Nó chỉ là một đòn tâm lý tấn công vào binh sĩ của Liên bang Nga thôi, chứ chúng tôi chưa tấn công. Và còn nói rằng là chính vì lý do đấy mà bây giờ chúng tôi có một lực lượng vô cùng lớn để chuẩn bị cho đòn phản công. Nhưng mà thông tin ấy đưa ra làm gì có ai tin. Liên bang Nga đã thắng và Ukraine đã thất bại. Hàng loạt hầm ngầm của Kiev ở tại Nam Avdiivka bị thất thủ trước đà tấn công của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Nga đột kích táo bạo để kiểm soát hầu hết khu công nghiệp ở Nam Avdiivka. Lực lượng Ukraine rút lui, nhà máy lọc nước với hàng loạt hầm ngầm kiên cố đã bị thất thủ. Khu vực hầm ngầm Ukraine ở Nam Avdiivka bị thất thủ. Khu vực này được xây dựng các đường hầm, giao thông hào và những bon ke kiên cố trong suốt đó là 8 năm. Nhưng đến ngày hôm nay Nga đã tấn công ở khu vực Avdiivka như tấn công Bakhmut. Ukraine không thể trụ được vì thiếu nhân lực, thiếu đạn dược khí tài và
và thiếu chi viện đến từ hậu phương cho tiền tuyến. Kênh đó là Rybak đưa tin ấy. Tại khu vực Avdiivka, Nga tiếp tục phát huy hành động của họ ở sườn phía nam này, trong khu công nghiệp, ở trong khu công nghiệp ở gần nhà ga ấy. Sau khi lực lượng vũ trang của Nga chiếm 5 tòa nhà tại địa điểm này trong một cuộc đột kích táo bạo, một ngày trước đó không có cuộc phản công nào của Ukraine này. Điều này cho phép các chiến đấu viên ấy, của Nga có được chỗ đứng vững chắc ở các vị trí đã kiểm soát trước đó. Nhà máy lọc nước ở tại Donetsk do Ukraine nắm giữ ở phía nam Avdiivka đã bị thất thủ. Đây là khu vực có hầm ngầm kiên cố được Kiev xây dựng từ năm 2014. Đây cũng chính là vị trí họ thường xuyên dùng để pháo kích vào Donetsk, thì đến ngày hôm nay đã bị thất thủ. Báo chí dẫn nguồn tin từ các kênh tiếng Ukraine cũng xác nhận là hầu hết diện tích khu công nghiệp đã bị Nga kiểm soát. Quân đội Kiev đã bỏ vị trí và rút khỏi các khu vực. Như vậy là hàng loạt công sự được Ukraine xây dựng vô cùng là kiên cố ở khu vực này từ năm 2014 đã sụp đổ. Tuy nhiên là lực lượng Kiev không chấp nhận thất bại này mà đang tập trung lực lượng dự bị nhằm làm chậm sự di chuyển của quân Nga về phía tây đấy. Quân đội Ukraine cũng đang tích cực oanh kích các vị trí của lực lượng mốt câu mà Nga cần nhất là lực lượng dự bị của Ukraine được tung ra chiến trường. Ở sườn phía bắc thì các binh sĩ của Nga đang tiến về phía Lovo, xông vào các vị trí của Ukraine tại cửa mở ở phía nam ngôi làng. Họ đã chiếm được một số điểm mạnh, đẩy lực lượng vũ trang Ukraine vào thế bị cô lập. Cựu sĩ quan thủy quân lục chiến của Mỹ cho biết là trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí, chúng tôi này Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết, nhưng điều đó không có ý nghĩa vì đơn giản là họ không có đạn dược, không có những hệ thống vũ khí, không có thời gian để đào tạo những binh sĩ của Ukraine để tiếp tục chiến đấu với Nga. Theo ông thì Nga đã tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự trong khi lực lượng của Ukraine đang bị suy giảm cùng với lực lượng chung của NATO. Ukraine đang thua này, đúng như nhiều nhà phân tích đã dự đoán. Ông nói thêm rằng là Nga đang gây áp lực lên Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Đồng thời Nga sử dụng UAV tên lửa và họ có mọi thứ cần thiết để tiến hành các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn. Trong ngày 24-25, Nga đã thực hiện một đòn tấn công quy mô lớn chưa từng có bằng UAV vào thủ đô Kiev, khiến cho một số quan chức của EU đi tới thăm Kiev ấy, đã phải chui xuống các hầm ngầm để tránh bom đạn. Mỗi một lần Nga thì tiến hành các cơn người ta gọi là tấn công bằng UAV hoặc là bằng tên lửa thì đều để tấn công vào những cơ sở năng lượng hoặc là những cơ sở đồn trú quân sự hoặc là những kho tàng đạn dược của Ukraine. Và bây giờ mùa đông đang bắt đầu tiến gần đến, nhiệt độ đang giảm xuống. Ukraine tiếp tục bị Nga sử dụng chiến thuật tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng, khiến cho quân đội Ukraine mất đi tinh thần chiến đấu vì khả năng hỗ trợ từ hậu phương sẽ ngày càng giảm xuống. Xung đột Ukraine có thể sớm chấm dứt do Kiev cạn kiệt đạn dược và phương Tây không còn khả năng để tiếp tục viện trợ nữa. Tiến trình xung đột vũ trang Nga Ukraine có thể thay đổi lớn lao này và đi đến chỗ chấm dứt trong bối cảnh Kiev khan hiếm nghiêm trọng vũ khí, đạn dược và nhân lực. Ukraine đối mặt với thực tế khắc nghiệt là thiếu thốn vũ khí, đạn dược, đặc biệt là đạn 155mm sau khi mà Israel khởi động chiến dịch ở tại giải Gaza. Về phương diện đạn dược thì liệu Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu khi mà phương Tây không thể tiếp tục chuyển giao được nữa? Tổng thống Ukraine Zelensky phàn nàn với báo chí phương Tây rằng mức độ cung cấp đạn 155mm của NATO đã giảm mạnh kể từ khi xung đột Israel và Hamas. Đây là một thực tế cho thấy Ukraine khó có thể cầm cự trước đà tấn công của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cơ hội duy nhất cho Ukraine là giơ cờ trắng đầu hàng để chấm dứt xung đột. Mỹ tuyên bố về cái kết cho ông Zelensky khó có thể sống sót được. Những thông điệp gần đây đang áp lực rất lớn cho Tổng thống Zelensky vì ông không có những cái lựa chọn cho đất nước của mình và thậm chí ông cũng không có lựa chọn cho mạng sống của chính mình.
Tổng thống Ukraine Zelensky có thể không còn sống đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Cựu cố vấn cho người cho Lầu Năm Góc chia sẻ điều này với lại báo chí này. Bài hát của Zelensky đã kết thúc. Ông ấy sẽ nói tất cả những gì có thể để cầm cự cho đến phút cuối cùng cay đắng. Ông ấy có thể không thể trụ được ở vị trí của mình. Theo quan điểm của ông thì Zelensky đã xúc phạm và chọc giận người Ukraine, đưa họ đi vào con đường hoàn toàn là thảm họa. Và cũng dẫn dắt phương Tây đi vào con đường bị suy yếu, mất niềm tin và uy tín. Hơn 200 tỷ đô la phương Tây viện trợ cho Ukraine cho đến ngày hôm nay, người ta không biết nó chi tiêu việc gì, nhưng hiệu quả là không có. Gây khó khăn cho Liên bang Nga cũng không có. Tôi chắc chắn rằng là ông ta có nhiều lối thoát đến những nơi khác nhau này, nơi có những tài khoản ngân hàng và nhà cửa của ông ta. Nhưng cuộc xung đột này đã kết thúc. Trước đó, cựu trợ lý thứ trưởng quốc phòng cho biết là Zelensky lo sợ có âm mưu trong lực lượng vũ trang Ukraine nên kế hoạch giết những người mà ông cho là có thể thay thế mình. Chiến dịch quân sự đặc biệt Nga phát động đã bước sang tháng thứ 22 và Ukraine cứ bước vào vấn đề đó là xa lầy từ năm ngoái cho đến ngày hôm nay. Bất chấp phương Tây có cố gắng nỗ lực viện trợ tới đâu thì lực lượng vũ trang Ukraine cũng chỉ nhận về những cái kết thất bại, thảm hại ở ngoài chiến trường. Ukraine cùng phương Tây thì chưa chấp nhận đây là một sự thất bại, chưa thừa nhận, mà vẫn đang tiếp tục huy động quân đội ra chiến trường để chiến đấu duy trì nhịp độ xung đột với lại lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Trong khi đó, các chuyên gia giải thích trong trường hợp nào Ukraine sẽ nối lại đàm phán với lại Liên bang Nga. Câu chuyện nối lại đàm phán ngày hôm nay còn phụ thuộc vào phương Tây có tuyên bố dừng viện trợ hay không. Chứ nếu trường hợp vừa đánh vừa đàm cũng không có lợi cho Ukraine. Và ông Zelensky cần phải hủy bỏ cái sắc lệnh thành đạo luật là không đàm phán với Tổng thống Putin. Thì lúc đó cái câu chuyện nối lại đàm phán nó mới có hiệu lực. Kiev sẽ nối lại quá trình đàm phán với một câu: nếu các nước phương Tây ra lệnh cho ông Zelensky bắt đầu việc này, nhà khoa học chính trị Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ điều này với lại báo chí đó là Sputnik. Trước đó thì ông David, người đứng đầu của đảng Zelensky, nô bộc của nhân dân ấy, nói rằng là hành động chiến sự ở Ukraine có thể đã kết thúc vào mùa xuân năm 2022. Nhưng chính quyền Ukraine không đồng ý với sự trung lập của nước này. Sau khi đàm phán với phía Nga ở tại Itumun, khi đó là ông Johnson, người giữ chức Thủ tướng Anh, kêu gọi Kiev không ký bất kỳ một thỏa thuận nào với Liên bang Nga. Ông nhắc lại rằng là sau cuộc đàm phán ở tại Itumun, Johnson đã đến thăm Kiev và hội đàm với ông Zelensky và nói rằng không nên ký bất kỳ một thỏa thuận nào. Dựa trên nền tảng tuyên bố này, có thể nói rằng nếu phương Tây đưa ra chỉ thị cho ông Zelensky, tiến trình hòa bình có thể được bắt đầu. Chừng nào Zelensky còn nắm quyền, không nên mong đợi bất kỳ thay đổi đặc biệt nào trên chiến trường. Bản thân Zelensky không tự mình giải quyết có nên đàm phán hay là không, do đó không nên chờ đợi kết quả. Hơn nữa, ông ấy đã thông qua luật cấm đàm phán với Nga. Chỉ cần phương Tây ra lệnh cho Zelensky hoặc ai đó khác trở thành tổng thống thay thế ông ta thì các cuộc đàm phán có thể tiếp tục. Câu chuyện đàm phán với ông Zelensky ngày hôm nay, ngoài cái việc phương Tây bật đèn xanh ra thì cần phải yêu cầu ông Zelensky xóa bỏ cái sắc lệnh trở thành đạo luật mà không đàm phán điện Kremlin. Lúc đó nó mới có hiệu quả. Và phương Tây cần tuyên bố là dừng viện trợ vũ trang cho Ukraine nữa. Sẽ không khá hơn để phương Tây cảm nhận hậu quả thảm khốc của chính sách chống Nga ngày càng tồi tệ hơn chứ không có tốt hơn. Sự thịnh vượng kinh tế của thế giới phương Tây đang trở thành chuyện quá khứ này. Xung đột và khủng hoảng khu vực đang khiến EU và Mỹ tiến tới suy thoái. Các nền kinh tế lớn nhất của châu Âu được dự đoán sẽ phải chịu thiệt hại. Washington lo ngại về xếp hạng uy tín của Joe Biden đang sụt giảm trầm trọng vì cuộc xung đột ở tại Ukraine đã bước vào thời kỳ đó là bế tắc toàn diện, khi mà đồng minh của Mỹ cũng không thể đưa ra các gói viện trợ mới dành cho Ukraine. Bài phân tích của Sublick nêu rõ điều sẽ xảy ra tiếp theo này. Theo cuộc khảo sát của Financial Times, hơn một nửa dân số Mỹ cho rằng tình hình tài chính của họ đã trở nên tồi tệ hơn và 52% đang tiết kiệm lương thực và các mặt hàng thiết yếu. Gần 70% số người Mỹ cho rằng chính sách kinh tế của Biden là không hiệu quả, tín nhiệm của ông đã bị mất. Điều này có thể hủy hoại cơ hội tái tranh cử của Tổng thống Biden
như Pharazham kết luận. Tạp chí Phố Quân ghi nhận lạm phát chậm lại trong tháng 9 và tháng 10. Tuy nhiên, thu nhập hộ gia đình và việc làm dự kiến sẽ giảm. Điều đó là nghịch lý, để một mặt là kinh tế ổn định, mặt khác là người dân cảm thấy thất vọng, không nhìn thấy triển vọng và lo sợ suy thoái. Tác giả tài liệu ghi nhận. Đây là những vấn đề lớn đối với lại chính quyền ông Biden ngày hôm nay, và là những thách thức lớn với chính quyền ông Biden. Với trước những cái thách thức của Mỹ và Âu, thì Ukraine lại đang nằm trong thế đó là bế tắc. Nhìn vào bàn cờ quân sự giới và đấu trường quốc tế ngày hôm nay, chúng ta ngày càng thấy Mỹ và Âu đang thụt lùi về lịch sử, về quá khứ, chứ không phải tiến lên phía trước. Từ niềm tin uy tín cho đến những vấn đề gắn kết của đồng minh của mình, nó cũng không còn được như trước đây nữa. Và ông Zelensky đang đi vào hồi kết, có thể bị đăng xuất bởi Mỹ hoặc là lực lượng vũ trang quân đội của Ukraine, hoặc chính xã hội Ukraine sẽ nổi dậy và lật đổ chính quyền ông Zelensky ngày hôm nay. Một Maidan 3 sẽ được mở ra vào năm 2024, trước khi ông kết thúc đó là nhiệm kỳ, cũng là thời điểm mà bản thân ông ta sẽ không còn tồn tại nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.